Hello, xin chào các bạn đã trở lại với mình nha. Chuyến đi Bạc Liêu vừa rồi đó, mình có ghé Sóc Trăng nha các bạn. Lò bánh mía nổi tiếng ở Sóc Trăng là lò bánh mía Tân Huê Viên ha. Thì hàng quá ở đây cũng được xuất khẩu đến châu Âu rồi đó các bạn. Lần này mình ghé đây á, người ta cũng đang sửa sang và làm thêm rất là nhiều cảnh đẹp luôn nha các bạn. Có những cái hoa sen nè, rất là đẹp luôn. Mới vậy thôi mà mình cứ mãi chụp hình mà không còn thời gian để quay cái quầy mà trưng bày sản phẩm á, ẩm thực trưng bày sản phẩm đó các bạn. Tiếc ghê. Và có làm những cái hang động, những vách núi đồ rất là đẹp luôn các bạn ơi. Mặc dù chưa có hoàn thành ha, nhưng hoàn thành thì chắc đẹp lắm đó. Rồi, nó có cái xe lửa thì dùng dòng vô thì có bạn Lý Trường Thành vẫn còn giữ ha. Thì đây là xây, người ta xây một cái khu du lịch hẳn hoi luôn nha các bạn. Sau khi hoàn thành chắc là đẹp lắm luôn á. Tới đây vừa thưởng thức được bánh ngon ha, mà vừa có được rất là nhiều cảnh đẹp để du lịch giải trí nha các bạn. Được quay phim chụp hình nè, tuyệt vời luôn nha. Đại quá, giờ lúc trước chơi xây cái gì đó dạng Lý Trường Thành đó trước. Mình có được bao nhiêu thôi à các bạn ơi, tiếc quá. Hẹn các bạn ở clip sau nha.